Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 23 tháng 3. Lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 200 đến 280 ngàn tháng từ 1 tháng 7. Theo dự thảo nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, từ 1 tháng 7, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên mức vùng 1, 4.960.000 đồng trên tháng, theo giờ tối thiểu 23.800 đồng giờ. Vùng 2, 4.410.000 đồng trên tháng, theo giờ tối thiểu 21.200 đồng giờ. Vùng 3, 3.860.000 đồng trên tháng, theo giờ tối thiểu 18.600 đồng giờ. Vùng 4, 3.450.000 đồng trên tháng, theo giờ tối thiểu 16.600 đồng giờ. Mức điều chỉnh này tăng khoảng 6%, tương đương tăng 200 đến 280.000 đồng trên tháng so với hiện hành. 100% thành viên Hội đồng Lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh theo mức này. Dự thảo tờ trình của Chính phủ về nâng lương tối thiểu vùng cũng cho biết, từ 1 tháng 7 thực hiện chính sách cải cách tiền lương. Tiền lương khu vực công sẽ tăng, do đó cần thiết điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, áp dụng với người làm việc theo hợp đồng lao động. Còn 40% bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện. Ông Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số bệnh nhân lao được phát hiện hàng năm tại nước ta mới chỉ chiếm khoảng 60%. Số bệnh nhân lao ước tính, tức có hơn 40% bệnh nhân lao nằm trong cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp truyền thông Ngày Thế giới Phòng chống lao ngày 24 tháng 3 năm 2024, được Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức vào ngày 22 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lân, số người mắc bệnh lao chưa được phát hiện này sẽ lây cho cộng đồng, đặc biệt là những người thân trong gia đình. Mặc dù đã có những bước tiến đáng kể trong việc phòng chống lao, với ước tính khoảng 75 triệu sinh mạng đã được cứu kể từ năm 2000, bệnh lao vẫn tiếp tục gây ra khoảng 1,3 triệu ca tử vong hàng năm và ảnh hưởng đến hàng triệu người khác trên toàn thế giới. Đến hết năm 2023, Việt Nam xếp thứ 11 trên 30 nước có số người bệnh lao cao nhất thế giới, xếp thứ 11 trên 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới. Ước tính năm 2023 cả nước có thêm 172.000 người mắc bệnh lao và khoảng 13.000 người tử vong do lao. Hơn nữa, trên phạm vi toàn cầu, bệnh lao đa kháng thuốc đang là mối lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe cộng đồng, với chỉ khoảng 2/5 số bệnh nhân được tiếp cận điều trị vào năm 2022. Nông dân Tây Nguyên giàu vì điều mất mùa, giá giảm. Mùa điều 2024, nhiều nông dân trồng điều Tây Nguyên không mấy vui vẻ khi giá hạt điều hạ thấp và năng suất giảm sút do mất mùa. Nhận thấy vụ thu hoạch không khả quan, nhiều hộ trồng điều tự thu hái thay vì thuê người làm như các năm. Ghi nhận tại huyện Đức Cơ, Gia Lai, nhiều vườn điều đang vào mùa thu hoạch nhưng năng suất khá thấp. Đây là địa phương trồng điều lớn nhất tỉnh này với hơn 14.000 ha. Loay hoay hái điều trong vườn, ông Nguyễn Ngọc Thế cho hay vườn điều hơn 1,6 ha vụ này thu hoạch chỉ khoảng 30% so với năm trước. Người nông dân này vẫn hy vọng thời gian tới giá điều sẽ tăng lên để bù đắp chút chi phí phân thuốc. Theo bà con, năm nay thời tiết khắc nghiệt, cây điều không đậu quả như mong muốn. Ông Bùi Luyết, chú huyện Iagrai bảo rằng năm nay bông rụng nhiều, tỷ lệ đậu quả thấp nên cả vườn điều chỉ thu được khoảng 5-6 tấn hạt, bằng 50% so với vụ trước. Với giá thu mua hạt điều hiện ở mức 21-22.000 đồng trên kg và năng suất giảm thấp, người trồng không bù đắp được chi phí phân thuốc và nhân công. Không chỉ nông dân thất thu, thương lái cũng thất bát vì nguồn cung giảm mạnh và chất lượng hạt không đảm bảo như kích thước nhỏ, nhân lép nhiều. Tại huyện Iagrai, cơ quan chức năng cho biết diện tích trồng điều khoảng 6.000 ha, dù đa số nhà vườn mất mùa, nhưng một số nhà vườn trồng bằng giống cao sản vẫn có sản lượng ổn định. Các vườn điều giảm năng suất nhiều nhất với vào vùng trồng lâu năm, giống cũ của đồng bào dân tộc thiểu số. Xả súng kinh hoàng ở Nga, ít nhất 40 người chết. Vụ xả súng diễn ra vào đêm 22 tháng 3, giờ địa phương, nêu trên, là một trong những sự kiện tấn công chết người tệ nhất xảy ra ở Nga trong nhiều thập niên qua. Ít nhất 5 tay súng bắt đầu xả đạn vào dân thường ở trung tâm thương mại Krokus, vùng ngoại ô phía tây Moscow, ngay trước khi nhóm nhạc rock tên Picnic chuẩn bị trình diễn. Theo phóng viên hãng thông tấn RIA, những kẻ tấn công này mặc đồ ngụy trang rằn di, đột nhập vào khu vực trình diễn và nổ súng, ném vật liệu nổ vào đám đông. Đám cháy nhanh chóng lan rộng giữa lúc người dân la hét, chạy theo các lối thoát của phòng trình diễn. Cơ quan an ninh Nga FSB nói ít nhất 40 người chết và 145 người khác bị thương. Một cuộc điều tra khủng bố được khởi động
và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nhận thông tin cập nhật liên tục. Số liệu thương vong này khiến vụ tấn công Krokus trở thành sự kiện tấn công tồi tệ nhất Nga từ năm 2004, thời điểm các tay súng Hồi giáo vây trường Beslan và bắt giữ hơn 1.000 người, bao gồm trẻ em. Tổ chức IS nhận trách nhiệm vụ tấn công, xả súng kinh hoàng tại Nga. Trên Telegram ngày 22 tháng 3, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm vụ này, nói đã thực hiện vụ tấn công vào đám đông lớn ở ngoại ô Moscow và rút lui an toàn về căn cứ. Các kênh thân với cơ quan an ninh Nga như Baza và Mas đăng video cho thấy lửa và khói đen bốc lên ở hội trường nơi xảy ra vụ xả súng. Các hình ảnh khác cho thấy hai người đàn ông bước qua hội trường trong lúc những người xem buổi diễn nấp sau ghế và cố gắng trốn ra. Theo Interfax, có khoảng 2-5 người mặc đồng phục chiến đấu và mang vũ khí tự động nổ súng vào bảo vệ ở cổng, sau đó bắt đầu xả đạn vào người xem buổi diễn. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.